trôi đời nhân gian. Yeah, ăn nhiều cần hơn nó ăn quán. Yeah, càng nhiều mà chưa nó tâm can, vì vẫn còn rất nhiều thứ phải lo, chưa nói được cái số dư trong tài khoản ngân hàng. Còn mãi em vẫn chưa được tân trang, và quá nhiều nơi vẫn chưa chân sang. Yeah, nhiều nơi chưa bước chân sang. Muốn trả lời câu sống để làm gì thì phải trả lời câu cần làm gì để sống, sống được ở đâu và sẽ là bao lâu, họ còn muốn mình sống. Những kẻ săn mồi luôn không thích bị xâm phạm từ cái lãnh thổ của riêng, và đôi khi vô tình lại có những con mèo lớn luôn tưởng mình là mãnh hổ tự nhiên. Chết vì cái suy nghĩ quá non dại, sống thì ngừng nghĩ mình đã khôn. Đôi khi tưởng ăn được quả ngon lại sập vào cái bẫy họ đã chôn. Ai ngờ sinh viên của trường thương mãi lại đau đầu trước mấy tờ hóa đơn, và sinh tồn là tên của một con đường ngoài kia, khi càng đi thì lại càng cảm thấy trơn trơn. Một cái đầu lạnh, một trái tim, hai bàn tay trắng, ba lần thất bại thì bốn lượt phải vững tin, cố gắng đến khi nào chiến thắng. Năm và tháng trôi theo cánh chim, ra dần trời nắng, 6, 7, 8, 9, 10 năm nữa còn quay nhanh thì lý tưởng đấu tranh vượt lên trên này vẫn sống. So what you gonna do? What? Yeah, when you gonna lose? Lose. What you gonna do? Trao thêm cả hy vọng của những người ta vẫn luôn ở ngang bên, thêm trách nhiệm từ cái sức nặng nên ta phải lao lên 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 lên. Chắc ta trả lời cao mà không khen bên trên, đã cho con cơ hội để bước lên sân khấu lớn, biết để gáp lên hàng đêm 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 đêm, biết để gáp lên hàng đêm 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 đêm. Cũng chẳng là bao khó khăn làm sao, vẫn ngẩng đầu cao sẵn sàng mà lao và mọi thử thách để sinh tồn qua từng mắt. Cám dỗ lây lan hơn dịch bệnh đang bùng phát, để luyện hăng say để mà trở nên cứng cáp, không bị xem như trong thùng rác. Vì mình đã lấy mất cơ hội của người khác thì phải chiến đấu thay luôn phận của người khác, chiến đấu đủ thiệt và thương tích trên thương trường, quyết không trở thành sự thương hại của người khác. Vì mình đã lấy mất cơ hội của người khác thì phải cố gắng thay luôn phận của người khác, chiến đấu dù nhận bao thương tích trên thương trường, quyết không trở thành sự thương hại của người khác. Khác. Một cái đầu lạnh, một trái tim, hai bàn tay trắng, ba lần thất bại thì bốn lượt phải vững tin, cố gắng đến khi nào chiến thắng. Năm và tháng trôi theo cánh chim, ra thời tranh nắng, 6, 7, 8, 9, 10 năm đường có qua nhanh thì lứa tờ đấu tranh vẫn lên chân lại vẫn sống. What you gonna do? What? When you gonna lose? What? What you gonna do? When you gonna lose? What? What? What you gonna do? When you gonna lose? What you gonna do?